phải nhót dầm bò khô như này. Măm đủ vị chua cay mặn ngọt nó mới cuốn chứ lị. Chứ mà chỉ ăn nhót chua không thì quá là tầm thường rồi. Xin chào mọi người, lại là Puta Ăn Gì đây. Ra tận Phúc Thọ để hái mấy em nhót. Mà mấy em nó lại chín đỏ mọng nước như này, không mang ra để trộn lắc lắc thì quá ư là phí. Coi gọi cho những ai lần đầu biết quả này thì em nó phải được lăn sạch qua một lớp vải nhám nhám trên bề mặt, để cái lớp vải màu trắng bên ngoài bỏng hết ra thì măm mới ngon được. Sau đấy là không quên khứa vài đường lên, để xíu nữa mình lắc thêm gia vị cho nó được ngấm đều thật đều nhá. Ui, khứa một đường mà nước nó đã tứa ra, chưa gì đã chảy hết cái nước miếng rồi. Đây xong rồi là quan trọng nhất là phần gia vị đây. Với khẩu vị của mình thì cho 2 muỗng đường, 1/3 muỗng muối, với cả thêm 1 muỗng bột ớt cho cái cay nữa là được rồi. Rồi trộn đều thật đều em nó lên, cho phần gia vị ngấm đẫm vào từng thớ nhót là xong. Ấy, nhà còn khô bò nên là mình phải cho vào luôn chứ. Còn nhà bác nào mà chỉ có khô gà cho vào thêm thì vẫn cứ là ok là. Rồi múc ngay một em nhót đỏ mọng lên để măm luôn nào. Cơ mà em này chín đỏ rồi nên là độ ngọt của em nó cũng khá là nhiều đấy. Rồi thêm miếng khô bò dai dai cho cay cho hấp dẫn nào. Cơ mà sao mình mời em nhót màu cam. Má ơi, nó chua xỉu ạ. Ta nói cái vị siêu chua của nhót quyện cùng cái lớp gia vị cay ngọt siêu đẫm ở bên ngoài, thế mới bảo vừa ăn vừa chảy nước miếng là có thật ạ.